Rồi, mến chào anh em nha. Thì bây giờ cái máy M7040 này em chuẩn bị giao về Nghệ An nha. Thì đây là một cái máy em đã bảo dưỡng cho khách rồi. Do Tết em đi du lịch cho nên không có quay được á. Bây giờ máy đã hoàn thành xong hết luôn rồi. Đó, vỏ gai được cực kỳ đẹp luôn ha. Nó siêu đẹp luôn. Hộp số thì em giữ nguyên, không có sơn gì hết nha. À, tất cả mấy cái vàng mà động cơ hộp số là em không đụng, chỉ có sơn dặm dằn ngoài thôi. Thì máy này chuẩn bị lên xe về luôn rồi, xe đã vào rồi ha. Đó. M7040 của Thái. Rồi bây giờ thì em đang thay nhớt cho em đó nha. Thay nhớt xong mà bắt đầu có thể lên máy luôn, thay lọc nhớt luôn. Thay nhớt là kèm thay lọc nhớt. Nhớt Kubota chính hãng. Rồi, xin chào quý cô chú anh chị em nha. Thì cái máy này M7040 em đang chuẩn bị giao về Tân Kỳ của Nghệ An. Máy thì được bảo dưỡng hoàn chỉnh. Giờ em bắt đầu lên máy về cho khách đây. Cái gai vỏ cũng rất là cao nha anh em. Giờ em sang qua xe ba chân kia nha anh em. Rồi xong. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn nha. Chúc anh em luôn nhiều sức khỏe nha. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Nên em dễ nhận diện nha.